Hải Đăng Fishing chào các bạn. Sau đây Hải Đăng Fishing giới thiệu các bạn cần tay Supermai. Độ cứng 5H. Dài 4,5 m, 5,4 m, 6,3 m. Supermai. Quay chậm cho bạn xem. Chất liệu carbon các bạn. Đánh cho các bạn câu đài, câu tay. Độ cứng 5H này các bạn nhé. 6,3 m, 5H. Đấy, các bạn nhìn nhá. Hai carbon này, carbon. Đấy, nét lại cho các bạn nhìn nhá. Rõ hơn. Đấy. 5H. Đây, phần trôi cần. Rất đẹp. Cần hai tông màu chính, màu vàng đen. Quay tổng thể lại cho các bạn xem. Chiều dài thu gọn của nó là 1,2 m các bạn nhé. Vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu cần tay Supermai độ cứng 5H, chiều dài là 4,5 m, 5,4 m và 6,3 m. Hải Đăng Fishing chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.